sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Ngọc Bửu Hương, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá. Chứng minh tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Minh Tông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Tâm, Phó ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về phía chủ tọa đoàn có Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, Trưởng ban tổ chức. Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó ban Ban trị sự thành phố Rạch Giá. Đại đức Danh Úc, Phó ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá. Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, cùng chư tôn đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị thành trong tỉnh, chư tôn đức thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, trụ trì các tự viện và đại diện gần 300 Phật tử tiêu biểu trong thành phố. Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Danh Lắm, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Kiên Giang, ông Đào Văn Xem, Phó ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Rạch Giá, ông Nguyễn Quốc Sử, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, cùng đại diện các ban ngành thành phố Rạch Giá, phường Vĩnh Hiệp cũng như quý thiện hữu tri thức đồng về tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Tiến nhấn mạnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá với chức năng nhiệm vụ của mình đã tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ qua, góp phần thành tựu công tác Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, nhân sự, điều hành cũng như phối kết hợp với những mặt công tác xã hội khác để đánh giá những thành quả đạt được các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ chính và định hướng cho các Phật sự trọng tâm của nhiệm kỳ 10 2021-2026 và sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đồng thời phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc cho từng thành viên trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá để tiếp thu và triển khai công tác Phật sự đúng yêu cầu, đạt hiệu quả của tổ chức giáo hội nói chung. Tại đại hội, nhiều lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị thành và các cấp chính quyền gửi đến chúc mừng. Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết, thành phố Rạch Giá hiện có tất cả 29 ngôi chùa, 25 ngôi tự viện thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông, Khất Sĩ và 4 chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông. Cả ba hệ phái đều đoàn kết hòa hợp với phương châm thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức để chung lo Phật sự cũng như hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng chánh pháp, thực hiện đúng hiến chương và nội quy của các ban ngành viện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Qua đây, Thượng tọa đã sơ lược lại các thành tựu Phật sự qua các mặt tăng sự, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, giáo dục đào tạo tăng ni, nghi lễ, văn hóa Phật giáo. Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ qua đạt hơn 68 tỷ đồng. Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký Ban trị sự thành phố, nêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Đại đức nhấn mạnh, để đạt được sự thành công trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, Ban trị sự thành phố cùng tăng ni và Phật tử phải toàn tâm toàn ý, đồng thời ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp dân tộc, thể hiện hành từ bi vô ngã vị tha của người con Phật, khắc phục những hạn chế tồn tại để cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng Phật giáo thành phố Rạch Giá ngày càng phát triển vững mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện và giám sát chương trình hoạt động Phật sự như đã đề ra, nắm vững chủ trương chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã trao bằng tán dương công đức, bằng khen cho tập thể Ban trị sự và các cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác Phật sự 5 năm qua. Tại đại hội, tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 10 2021-2026. Sau đó, Hòa thượng Danh Đổng,
trưởng ban trị sự tỉnh lấy ý kiến biểu quyết và đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới với 19 thành viên. Thượng tọa Thích Minh Tiến tiếp tục được tín nhiệm chức vụ trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Sử ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo thành phố trong 5 năm qua, nhất là trong công tác an sinh xã hội và hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo thành phố khi hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã đề xướng. Ông mong rằng tân ban trị sự thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa để đạt được những thành công trong công tác Phật sự. Thay mặt ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Thượng tọa cho biết, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tin tưởng chọn thành phố Rạch Giá tổ chức đại hội điểm, để từ đó đại hội Phật giáo các huyện, thị, thành phố kế tiếp tổ chức đại hội thành công. Thượng tọa cũng thống nhất với báo cáo và phương hướng hoạt động ban trị sự thành phố. Thượng tọa mong rằng tăng ni Phật tử thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để lập thành tích hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2021. Đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ môi trường, v.v. Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Rạch Giá thành tựu viên mãn và khép lại trong tinh thần đoàn kết hoan hỷ của tất cả đại biểu.